Cái gì mà kêu chú dơ dơ vậy? Con chuột hồng của mình á, nó làm ổ cho vợ nó á. Vậy là cái con chuột thần của mình hả? Dạ con mới vừa ra là nó hết hồn, nó nhảy ra. Đâu? Ở chỗ nào? Ủa, làm ổ nằm ở đó hả? Dạ. Có khi nào làm ổ không ta? Lấy chuột đực làm ổ cho chuột cái hả? Hơn cho nó ăn đi, lột bắp bên này, lột qua đi quê ơi. Lột qua luôn, bỏ vỏ luôn đi con. Thôi con lấy vỏ cho mấy con này. Để cho lót hả? Dạ. Đây làm sao làm, nhưng mà lột ra để cho nó cạp ăn. Còn mấy chuột này chắc mới là chuột đực không rồi. Nè, nay là chủ chủ chạy chuột cho ăn cập nhật tình hình nữa. Và bé Quy đang có nỗi lo, bữa nãy con lo lắng chuyện gì Quy? Có nghĩa là sợ đi phẫu thuật với chuột không ai cho ăn, không ai chăm hả? Dạ. Đúng rồi, cũng đang căng não nè mọi người. Nữa bé Quy đi phẫu thuật là bê sitter với bé Quy đi, ít nhất là cũng 5-10 bữa đi phẫu thuật cái miệng nè, rồi ở nhà không biết ai chăm nữa. Rồi con có kế hoạch gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Đi xuống thằng đầu cỏ. Nó đói kìa, trời ơi, bắp này bắp già nè. Ủa cái này còn ngon dữ ta. Nè, rồi để cho nó ăn đi cho nó quen con. Nó làm ổ rồi đó đó hả? Dạ. Đâu ổ đâu. Dạ, nó tại trời mưa lạnh nó làm ổ nằm á. Rồi để cho nó ăn đi con. Trời ơi, cái thằng bên đây đòi trước không cho, bên đây cho bên kia. Kìa có cái đây sẵn rồi lấy ra cho nhanh đi. Nó dành nhau kìa, mấy thằng đó dành nhau kìa. Tới giờ mấy chuột kia nó gặp cái Quy nó còn khè nè. Đó, chứ này phẫu thuật rồi không biết sao đây. Để cho nó thêm trái đi cho hai vợ chồng nó, đứa con trái thì để con, để con trái một kia dành ăn hết đó. Để bên đây hai trái, bắp này là bắp giạc của người ta mọi người, của anh ta giạc đó, lấy già đó, cái ta cho, cái ta không phải ta cho mà là người ta bán rẻ. Trời, bán kêu cái thèm nó kêu ép bển kìa. Đâu chứ nào còn ngon đâu. Ủa mấy cái này còn ăn được luôn nè. Để nữa về kêu ma đen. Ủa để nữa đi lựa và trái lại ăn luôn. Rồi bên đây rồi xong rồi, bên đây xong rồi đó Quy. Điếm cái gạch đẩy đi lại. Đó. Mình đây có con cho nó ăn cái thôi, để thôi nó dành qua bên đây rồi. Trời ơi đuôi ánh năng nó la ét ét nữa kìa. Chuột đó là chuột đực là người ta giao nhầm á mọi người, nhưng mà người ta bù tiền rồi, ta cho bé Quy luôn rồi. Tiền cục kìa. Cục cưng của bé Quy kìa. Ủa mọi người có khi nào con chuột đực nó làm ổ cho chuột cái để chuột cái đẻ không ta? Con mới vừa ra là nó đứng nha. Đứng nằm ổ hả? Dạ. Ủa làm được cái ổ im ghê luôn nè mọi người nè. Hay chưa trời. Phát hiện chuột làm ổ luôn hay xong cục rồi đó. Con mới vừa bước ra cái đồng nó nhảy ra. Ghê vậy. Con cục kìa, trời ơi con cho thêm nó ăn trái cho hai vợ chồng nó đi. Trời ơi anh A là cho vợ anh ăn kìa, ngủ vợ anh ăn kìa. Cái vợ mày ăn đi cục. Ủa nó ra rồi cho vợ kìa. Cho vợ mày ăn đi cục. Ừ. Rồi để đại nó xuống đi rồi cho tự xử đi. Bữa nay chuột này nó khôn rồi. Nó ngủ vợ nó ra. Ừ. Quá trời luôn nè mọi người. Ăn thấy thương không? Còn con đó là con nhà. Ăn chẹp ha. Tính ra là nuôi có mấy tháng nay đó mà chưa có sinh sản gì trơn. Con này sinh trước không nè. Có cái con này nó đẻ trước nè, cái nó đẻ nó bị hư. Cái giờ mình thả ăn đực qua. Thả ăn đực qua ở với nó mà biết giờ nó có phối được không? Chưa không biết nữa. Đâu. Cái này còn ngon hả? Ừ cái này còn ngon để đi. Được cái nào mà giặt dẹt, cái nào mà nó héo á Quy. Ưu tiên. Tối ra cho nó ăn cử, nó cho nó ăn bắp. Thay đổi khẩu vị cho nó ngon. Cái nào cũng giống như nhau hết trơn á. Đâu, cái này bỏ cho con chuột mình ăn đi. Ừ, cái này cho nó héo. Ừ, cởi đem vô cho chuột mình ăn đi. Để cho nó tự cạp cũng được. Bỏ vỏ cho nó sạch. Bỏ vỏ là an toàn nhất. Ừ. Con đó là lụm con thôi Quy. Đổ chấu vậy, đổ đại xuống đó đi nữa mình quét ra. Ừ.
nó ăn sao mà sạch sạch lúa luôn trời. Thôi cỏ cỏ mà cắn đũa phải không? Nó cắn xuống đũa hả? Nè, cái này hàng quả của con cũng treo đầu cỏ kia kìa, đầu cỏ đầu vàng á. Đấy, ăn đi con. Ở đây anh cục ăn chuồng nữa, anh cục nó quất nãy giờ cái đống rồi kìa. Hả? Nè, cái này cái ừ, cho đi cho bên đó đó. Ừ, hay là có cái hay là mình bán đi Quy ơi. Trong cái giai đoạn này là mình đi phẫu thuật rồi, biết về coi có chăm nổi không? Bán đi. Rồi khi nào mình muốn nuôi sao mình nuôi lợi. Con không muốn bán. Tại do trong số đó là có con cục của con với lại mấy con ngọc cỏ của con. Ờ. Không muốn bán. Không chịu bán rồi lỡ đi về không ai cho ăn gì, nó ốm nhơ ốm nhách nó ngủm luôn sao? Dạ. Giờ nhờ người chăm giùm hả? Dạ. Có định nhà ai? Dạ. Con phải lên kế hoạch đi chứ. Định nhà ai chăm giùm? Nhà cái mình đi. Ai? Ông Út. Ông Út. Nhà có bên mình đó. Biết ông Út có rảnh, ông Út cũng đi làm nè, lấy thêm trái cho nè, con ăn trái. Đây là con chuột nhỏ nè, mấy chuột này được hai cái nè. Này được hai cái ta. Không được. Con chờ lên coi, à, được đâu được, coi chừng nó cái đó nha. Mấy chuột mình ra có ký hết trơn nha mọi người. Mấy chuột mình cỡ ký một con rồi đó. Đúng rồi, bỏ đi cho nó được rồi. Rồi lựa mấy trái ngon ngon, ba mấy trái về về cho mẹ ăn luộc ăn. Đi bye. Lựa chỗ nào thử chỗ nào ngon ngon á. Rồi cái ăn thấy cưng không mọi người. Cái này ok không ba? Không, cái đó già đó. Mấy chuột là chuột nhà mình nha. Chứ không phải chuột mua là con kia. Lựa chứ nào mình ăn được rồi để đi ăn, chứ nào mà nó già quá rồi để nhường cho mấy bạn chuột. Con ăn đi con, ăn đi. Chứ nào cơ không ba? Ừ. Đúng rồi đó. Ảnh nhỏ ăn rồi mọi người, nó ăn thấy cơ không, ảnh là chuột nhà, ăn đi con. Chạy gì mà chạy. Hồi đó thuần nó rồi đó, mà giờ lâu quá nó nhát rồi mọi người. Kiểu như lâu quá mình không ôm ấp nó đó, mình không nựng nịu nó, cái nó xa hơi tay mình. Cái này nó là... Ừ, cái nào cũng được. Thế đừng đưa lên, tôi quay phim bạn mà bạn đưa lên con thử. Đang quay phim bạn mà bạn thử cái gì đó. Thêm trái cho đây, cho mẹ ăn luộc, cho nó tối mình ăn, mình lên chim luôn. Con cục ở đây đang nhiệt tình, thấy rơi luôn vợ anh này. Anh này anh sao đâu, anh nhét. Quá chạy heo kêu mọi người ơi. Tới bên mình có chạy heo nữa. Ăn sao cục, nó ăn cục. Giờ cục nó ăn nhiệt tình kìa. Ăn chiều cho vợ với nha con. Nó ăn thấy cân đó mọi người. Nhớ mà ăn mà chịu cho vợ mà chứ nghe. Mà ăn thấy cưng không? Ồ, anh kia đang ăn xong anh tắm nó kìa, bên đây nè. Anh ăn xong anh đứng anh chùi mình nó kìa. Ngon cục. À, quay gần cho mọi người xem luôn, thấy cưng ha. Tối ngày thì theo anh chủ chạy chuột này, hết tiết mục này tới tiết mục kia. Tối phải cho năng nha, dặm thêm lúa nữa. Rồi. Cái đầu nó có hư không, nó quá già, nó già con. Như Huy đang lựa mấy trái bắp để nó luộc ăn mọi người ơi. Có mấy trái nó còn nguyên quá. Đó. Ủa, chứ đó không ngon à. Chứ đó cũng không ngon rồi. Sổ rồi.
cái mấy cái bắp này ăn 2-3 bữa là hết rồi, 2 bữa là mình ăn cho nó ăn xen kẽ. Lại cái chỗ mới mình đó, người ta bán rau quả anh chị em, rau củ đó có bắp, cái mình mua lại mình nói là bắp nào bắp dạt chia lại cho bé Quy nè. Thằng này nè, sao mà nó đứng trong đó nó la hoài luôn, thằng nào la ta. Ừ mà ngủ cống nhum, mà nghe nói là cống nhum mà nó ở ngoài nắng hay nó vàng như cống lan vậy mọi người. 3 cống nhum mình đó, hồi nhỏ là nó đen thùi lùi rồi mà nó lớn lên nó vậy đó. Thế mấy bạn, nó là do mình để ngoài nắng cái lông nó cháy vàng nha. Tôi lần đầu tiên mình thấy 3 cống nhum độc lạ luôn. Ok được đó, rồi con gài mấy cái nắp lại đàng hoàng đi. Cái này nè, 3 con y chang nhau luôn. 3 con này là 3 con cống nhum đặt được hồi nhỏ. Nó cống nhum nó mới xù, nó mới khè, cống xù mà nó mới khè đó. Mà sao nó vàng khè à? Đâu cho có sức khỏe. Nó vàng khè luôn, 3 con này nó cá thể đặc biệt luôn, nó vàng khè nghe. Kìa cục vô rồi, ổ nữa kìa. Cục nào? Rồi nó 3 con này nó vàng khè mà nó là cống nhum nha, chứ không phải là cống lan nha. Rồi thôi chào tạm biệt mọi người nha. Đi để cho nó ăn, con kia nó kéo kéo. Nè chào tạm biệt cô chú đi Quy.